Giờ làm việc rồi nhá, mọi người theo chân mình đi lấy rau dớn ở Nhật nhá. Ở Việt Nam thì mình cứ thấy các bạn ấy đi lấy rau dớn là các bạn ấy ăn lấy những cái lá lon này. Nhưng ở Nhật nhá, ở Nhật người ta ăn cái này, người ta ăn như thế này. Đây nguyên cái bãi này, ở chỗ mình làm có cái bãi này đây. Hầu như người Nhật cách vài ngày người ta lại đi lấy. Vì bây giờ nó đang là mùa mưa ấy. Thế nên là nó lên rất là nhiều. Đây ở Nhật là người ta sẽ ăn như thế này. Về người ta chế biến như nào thì mình không biết, vì mình đã lấy về chỉ có mẹ mình ăn thôi, chứ mẹ mình làm mẹ mình ăn thôi, chứ còn mình thì mình lại không không ăn cái loại này vì nó cứ nhơn nhớt ý mọi người, rất chi là nhiều cái mùa mưa này nhá. Ở Việt Nam mình gọi là rau dớn, còn ở bên này gọi là warabi. Hết giờ làm người nó mệt phơ đó. Mà đây là bon chen với đời đây. Ông chồng nhà mình ông cứ bảo là thích đi lấy chứ có ăn đâu. Mà đúng thật. Bây giờ nó mưa nhiều nên là nó lon này. Bẻ rất là thích. Mình cứ thích đi lấy như thế này cho nó vui. Đi lấy này vui lắm. Nó thích thú. Đi ra cái bãi này thực sự rất là sợ ấy. Rắn này. Rắn hoặc là nó có những con vật gì đấy, nó ở đâu nó chạy ra thôi là hú hồn đấy. Đợt trước nó còn hôm mấy hôm trước nó chưa mưa nhiều ấy. Thì nó còn đỡ rậm rạp. Khiếp, giờ nó mưa nhiều nó rậm rạp lên kinh quá. Bẻ mà gặp những cái cây nó mập như này này. Thích lắm. Đấy, xong hồi đi lấy đây. Bẻ một lúc được bằng này thế này. Đấy, ở Việt Nam thì mình cứ thấy các bạn đi hái những cái như thế này. Đây, như thế này là các bạn cứ hái về. Nhưng mà ở Nhật thì người Nhật này không ăn những cái nó đã lên lá như này, người ta không hái đâu. Người ta hái lúc nó còn búp như thế này. Vừa nãy nhìn cái đây. Đây, nó đang là búp như thế này. À, mẹ mình chế biến kiểu gì mình cũng không biết, vì mình không ăn nên là mình cũng không quan tâm. Thích đi lấy này này, đi lấy này vui tay lắm. Thứ nhất là gặp được những cái cây mà nó mập ý, bẻ nó thích lắm. Ồ.
cái bãi này vậy nhưng mà sợ lắm. Sợ nhất là nó có rắn. Vì mùa mưa ở đây rắn rất là nhiều. Chui vào cái bãi này để lấy rau dớn nhưng mà cứ rợn cái chân. Đi ủng rồi mà vẫn sợ đây này. Bố già bố đi lấy rau dớn, bố quên cả găng tay đây này. Dưới này cũng nhiều này, dưới này nó đang lên búp này nhiều lắm mà không dám xuống. Hãy. Này, mấy cây mập ú này. Mà hãi lắm. Không xuống đâu. Cơn đi chân. Anh chồng nhà mình anh cứ bảo là đi lấy về thì ăn đi. Mẹ nhà mình hay nấu cơm trộn là mẹ hay cho cái này vậy. Cho này nấu cơm trộn này. Nhưng mình có ăn bao giờ đâu. Đây, một hồi đi lấy đây. Đó là nguyên cái bãi này này. Nguyên cái bãi này là nó có rau dớn này. Ôi, đây có cái cây này nó mập thế. À, chỗ này nếu mà đợt cuối năm mà dọn thế là kêu mấy ông muốn em đổ rác ở đây. Thế nên bây giờ ôi, cái cây này nó mập chút này. À, thế nên là bây giờ nó mất đi một khoảng này đấy. Cái này nó lẫn ở trong cỏ này, mình tinh mắt mình mới nhìn thấy chứ. Ông già với bà già đi ra đây á, mắt lợ mợ làm sao nhìn thấy. Có nhìn thấy đâu mà lấy. Những cái cây nó non búng đấy. Thôi, đi về tắm đi học đi. Đấy, hái được một mớ này. Để đây tí nữa mang về. Giờ đi tắm đi.